Các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog để nói về cái lý do tại sao mà bạn học tiếng Anh mãi mà bạn vẫn không thể tiến bộ được. Thông thường thì một người sẽ học ngôn ngữ và người ta sẽ nghĩ đến cái quá trình người ta học sẽ như này. Ví dụ, đây sẽ là cái thời gian người ta sẽ dành ra người ta học. Và đây là cái mình tạm gọi đây đó là cái khả năng người ta sẽ làm được đến đâu, đúng không? Và đây là mức số 0 này. Thì bình thường người ta sẽ nghĩ, ví dụ điểm mong muốn các bạn điểm đến đây tùy vào cái mục tiêu của các bạn, thì đa phần mọi người đều nghĩ rằng từ con số 0 đến đây đó sẽ một cái đoạn đường rất là thẳng. Theo kiểu từ con số 0, ví dụ ở đây mình nói về kỹ năng giao tiếp chẳng hạn, về khả năng speaking chẳng hạn, thì mọi người đều nghĩ rằng là từ con số 0 ở đây và theo 5 tháng đến đây sẽ nên được đến đây. Nhưng mà sự thật không phải như thế này. Không bao giờ có chuyện các bạn đi một phát từ con số 0 lên đây sau khoảng thời gian, mà nó sẽ, thực ra nó sẽ như thế này. Quá trình mình học đến phần pronunciation, tức là cái quá trình mình học được phát âm ở đây, mình dừng ở đây đúng không? Và sau đó thì mình cảm thấy cái tiếng Anh của mình nó cứ bằng bằng cái này, nó đi như thế này. Bởi vì từ cái quá trình mà từ con số 0 đến các bạn học xong cái phần phát âm tiếng Anh thì nó chỉ dừng ở đây thôi. Và đó là lý do đến khi mà các bạn có thể giao tiếp cơ bản được ở vị trí này. Từ từ đến đây, thì từ cái việc mà các bạn biết được cái phần phát âm và đến cái phần giao tiếp cơ bản thì nó cũng sẽ không cải thiện nhiều đối với độ tốt đâu, mà nó vẫn ở mức độ rất là đơn giản. Và thực sự là cái mức độ mà các bạn giao tiếp tự tin thì nó ở vị trí này chẳng hạn. Thì ngoài cái quá trình đó ra, khi mà các bạn biết giao tiếp cơ bản và đến đạt đến một cái mức độ mà các bạn giao tiếp thực sự tự tin thì nó sẽ đi như thế này, chứ không bao giờ nó đi một thẳng một phát đến đây luôn. Tức là sẽ có những quá trình mà các bạn sẽ càng cảm thấy học, các bạn càng học các bạn sẽ càng ngu đi. Và quá trình nó đi, chính vì cái chuyện mà nó đi, quá trình đi như vậy, nên nếu mà ai đó nói với các bạn rằng người ta sẽ đi một phát thẳng về đây là không bao giờ có chuyện đó. Sẽ có một khoảng thời gian nào đó các bạn sẽ cảm thấy rằng là gì, từ cái phần mà các bạn đạt đến một cái trình độ và các bạn đến một cái trình độ tiếp theo ấy, nó sẽ rất là bằng bằng theo kiểu này, gần như kiểu có thời gian các bạn cảm thấy các bạn không tiến bộ, nó sẽ đi như thế này. Nhưng thực ra là các bạn sẽ vẫn tiến lên thôi, nhưng mà nó phải là cái quá trình các bạn phải học liên tục. Vậy thì có 3 cái phần mà mình muốn chia sẻ các bạn trong quá trình học ở đây. Đầu tiên, nó phải liên quan đến cái motivation. Motivation nó là cái gì? Tức là cái động lực để các bạn có thể tiếp tục học ngôn ngữ. Thời điểm của mình bây giờ chẳng hạn, mình đã có thể giao tiếp với các bạn nước ngoài rồi, tuy nhiên thì mình vẫn muốn sử dụng tiếng Anh của mình để mình có thể học thêm những kiến thức khác. Đó là mục tiêu của mình xa hơn, đó là mình sử dụng tiếng Anh để học thêm, đó là learning, thì cái mục tiêu của mình xa hơn. Thứ hai là các bạn sẽ phải để ý đến cái phần time. Nhiều bạn chỉ học được một khoảng thời gian rất là ngắn và đều expect một cái level rất là cao, tuy nhiên cái như thế rất là khó, không, gần như là không thể nào các bạn có thể hoàn thành trong một cái short time được, nếu mà các bạn không kể đến yếu tố năng khiếu và tài năng nhé. Thì mình nói về cái time này, thì cái này sẽ suy ra từ cái sự cố gắng của các bạn, effort, sự cố gắng để các bạn học thế nào. Và phần cuối cùng mình muốn nói đến đó là cái sự kiên trì, và cái từ này nó gọi là persistent, tức là cái sự kiên trì của các bạn như thế nào. Và học ngôn ngữ là phải như thế, nó phải là câu chuyện mưa dầm thấm lâu. Tức là không phải các bạn học liên tục, các học bạn học 10 tiếng một ngày trong vòng 10 ngày liên tục, mà các bạn sẽ học là mỗi ngày một tiếng. Mình chỉ cần bạn học mỗi ngày một tiếng và dần dần các bạn sẽ cải thiện được cái khả năng tiếng Anh các bạn sau một thời gian. Vậy thì tương tự với khả năng tiếng Anh của mình, nếu nói thật ra thời điểm hiện tại mình đã không phải là dành thời gian mỗi ngày, mà mình dành thời gian nói chuyện nhiều với Chris hơn. Vậy thì cái quá trình tiếng Anh của mình chỉ tăng theo kiểu là, ví dụ ngay thời điểm mình đôi khi mình cảm thấy tiếng Anh của mình nói sai rất là nhiều, nhưng mình biết đó là một cái quá trình mà mình tiến đến một cái trình độ giao tiếp tốt hơn theo kiểu là nói thoải mái. Nếu các bạn để ý thì những cái video mình làm đa số là interview, đúng không? Interview đó thì cái sự tương tác của mình không nhiều bằng cái việc bây giờ mình đang làm những vlog như kiểu này, mà mình phải nói tiếng Anh hoàn toàn luôn và không có cơ hội nói tiếng Việt nhiều. Cùng một câu nói đó là trả tiền nhé. Câu nói mình đã nói trong nó là I want to pay, và đó là không phải là cách người bản xứ nói. Đây không phải là, đây là non-native này. Tức là đây không phải là người bản xứ nói. Và Chris đã dạy mình theo một câu chuẩn hơn, đó là Could I please, could I please, đúng không? Thì là have a bill chẳng hạn thế. Thì đây cùng là một câu hỏi, câu nói đó là các bạn sẽ có thể trả tiền. Tuy nhiên hai cái cách này, cái cách đầu tiên nó là non-native, tức là kiểu nó nói nó không tự nhiên, tuy nhiên người ta vẫn hiểu. Nhưng mà cách này nó sẽ native hơn, thì mình đang chuyển từ cái giai đoạn đó là mình đang nói tiếng Anh theo kiểu của Vietnamese, tức là người ta vẫn hiểu được theo kiểu giao tiếp bình thường, sang cái cách mình nói nghe nó chuyên nghiệp và nó giống native hơn. Thì đây là cái quá trình mình đang struggle với cái đó. Và đó một phần lý do tại sao mình muốn làm nhiều cái vlog bằng tiếng Anh hơn với Chris, để làm sao mình cải thiện được cái phần trình độ của mình. Ok. Và trên đây chính là cái video mình muốn chia sẻ các bạn một số cái phần liên quan đến việc học tiếng Anh các bạn.
và lý do tại sao mà các bạn dành khá là nhiều thời gian, có những khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy rằng nó các bạn không thể tiến bộ lên được, hoặc các bạn cảm thấy học rất là lâu rồi nhưng mà từ cái trình độ các bạn giao tiếp một cách rất là đơn giản với Tây lên cái mức độ các bạn nói dài hơn như kiểu một bản đoạn presentation, hay các bạn muốn nói tiếng Anh như kiểu người bản xứ chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải cần nhiều thời gian, cần nhiều cái nỗ lực hơn nữa trong quá trình mà các bạn học tiếng Anh. Và để mình nói thật với các bạn, khi mình chơi với Chris nhiều hơn thì mình cũng hiểu ra một cái điều là đó là để mà phấn đấu để nói tiếng Anh như giống y hệt như một người bản xứ, cái điều đấy rất là khó đối với người Việt, và gần như các bạn sẽ phải có rất là nhiều khoảng thời gian các bạn phải trực tiếp tiếp xúc với những người bản xứ để người ta có thể chỉnh sửa các bạn rất nhiều thì các bạn mới đủ khả năng. Còn mình không tin rằng một người không phải là bản xứ như kiểu một giáo viên Việt Nam mà có thể dạy người khác nói tiếng Anh như kiểu bản xứ được, trừ khi người Việt đó, chính giáo viên đó có thể nói tiếng Anh như người bản xứ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video ngày hôm nay, một cái vlog rất đơn giản để chia sẻ các bạn cái quá trình tại sao mà mình muốn dành nhiều thời gian hơn để có thể làm những vlog bằng tiếng Anh, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Bye.